Xã Cao Quảng, huyện miền núi Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình được giao bảo vệ và phát triển trên 10.100 hectare rừng tự nhiên. Những năm gần đây, rừng tự nhiên trên địa bàn đã được người dân và các tổ chức bảo vệ nghiêm ngặt, hạn chế được sự tác động xấu đến lâm sản, động vật rừng. Hiện toàn xã có 64 tổ bảo vệ rừng cộng đồng với 525 hộ tham gia nhận bảo vệ phát triển trên 7.300 hectare rừng tự nhiên. Diện tích rừng còn lại được giao cho chính quyền địa phương quản lý. Người dân tại các tổ quản lý rừng cộng đồng đã được các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn về kỹ năng, kỹ thuật, quyền và nghĩa vụ khi tham gia bảo vệ rừng tự nhiên. Qua đó, bà con ngày càng làm tốt hơn, phát huy được vai trò của tổ cộng đồng trong nhiệm vụ bảo vệ rừng. Năm 2024 thì trường cũng được sự quan tâm của các cái chương trình về cái tín chỉ carbon để cũng động viên các cái hộ gia đình tăng cường thêm cái sự quản lý. Rồi tăng cường thêm cái sự là bảo vệ để hỗ trợ cho cái kinh phí gia đình cũng tăng cái thu nhập, vừa cũng là để nâng cao cái trách nhiệm của hộ gia đình bảo vệ là cái rừng tự nhiên. Mà theo cái chương trình của là quốc gia, chương trình của tỉnh, huyện thì của xã để thực hiện tốt cái việc bảo vệ rừng mà tăng được là cái sự độ tin cậy của là cả cấp các ngành trong những cái năm tiếp theo. Không chỉ làm tốt việc bảo vệ rừng tự nhiên, nhiều hộ gia đình ở địa phương này đã chuyển đổi trồng rừng kinh tế sang trồng các loại cây bản địa. Gia đình ông Nguyễn Đức Sự đã chuyển gần 10 hectare rừng keo tràm sang trồng các loại cây bản địa như huê, liêm, huỳnh. Hiện các loại cây bản địa phát triển tốt và cho giá trị kinh tế về lâu dài. Bảo vệ được rừng và trồng cây bản địa nó có một cái lợi ích trước mắt và lâu dài trước là bảo vệ được một cái lá phổi xanh. Cho nhà, cho quê hương, cho môi trường thế giới. Cái thứ hai là trên cái thảm thực vật nhiều thì nuôi được ong. Muốn mất ong tốt thì phải giữ được nhiều rừng thì nhiều hoa. Thì để cho cái sản phẩm đó cũng là sinh kế. Và theo quan cái mô hình của tôi thì trong đá tăng tán, đá loại. Thì để ra mục đích là một là để có thu nhập xen kẽ, hai là chống sỏi mòn đất, ba là có giữ được độ ẩm, bốn là tạo lên được cái nguồn nước để phục vụ trước là cho mô hình, sau là cho sông ngòi để ra biển. Nhờ làm tốt nhiệm vụ bảo vệ phát triển rừng tự nhiên nên bà con đã có thu nhập khá ổn định từ nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và thu nhập từ tiền bán tín chỉ carbon. Theo đó, năm 2023, xã Cao Quảng đã chi trả trên 1,2 tỷ đồng cho các hộ dân từ tiền bán tín chỉ carbon. Có sự quan tâm của các cấp và của chính phủ thì cũng đã hỗ trợ cái nguồn là carbon cho bà con. Đây là một cái động lực lớn để bà con tiếp tục là thực hiện tốt hơn trong cái công tác quản lý bảo vệ rừng trong thời gian tới. Và đặc biệt là trong thời gian tới thì về chính quyền địa phương sẽ tập trung công tác tuyên truyền vận động bà con tiếp tục là quan tâm để là bảo vệ rừng, phát triển rừng, đặc biệt là phối hợp giữa nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp và trồng rừng để thúc đẩy bà con phát triển kinh tế, tạo cái thu nhập ngày càng cao để tạo phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn của xã. Thu nhập từ bảo vệ rừng cùng với các nguồn thu khác đã hỗ trợ cho người dân xã Cao Quảng phát triển kinh tế gia đình ngày càng cao. Qua đó góp phần cho việc xây dựng, thay đổi nông thôn mới theo hướng bền vững đi lên.